Việc cách chức Bộ trưởng Quốc phòng sau một loạt báo cáo về hối lộ đã phần nào cho thấy thách thức sống còn đối với khả năng lãnh đạo thời chiến của Tổng thống Ukraina Zelensky. Ukraine đau đầu xử lý nạn thù trong Phương Tây lo sốt vó về Ukraina đổi chiến thuật giữa lúc nước sôi lửa bỏng. Trên thế giới ngày hôm nay có nhiều thông tin đáng chú ý, đặc biệt là những nội dung mà Quỳnh Anh sẽ truyền tải tới quý vị ngay sau đây. Tham nhũng là một trong những chủ đề gần như bị cấm kỵ trong suốt năm đầu tiên xảy ra cuộc xung đột ở Ukraine khi chính phủ cần đoàn kết người dân để đấu tranh cho sự sống còn của quốc gia. Nhưng thông báo của Tổng thống Zelensky vào tối ngày 3 tháng 9 rằng ông sẽ thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Danikov đã đưa vấn đề này lên cấp cao nhất trong chính trường Ukraine. Nó diễn ra vào thời điểm then chốt của cuộc xung đột khi Ukraine phụ thuộc nhiều vào đồng minh phương Tây để được hỗ trợ quân sự kể từ đầu cuộc chiến những đồng minh này đã gây áp lực lên chính phủ ông zelensky để đảm bảo rằng các quan chức ukraine không bòn rút một phần trong số hàng tỷ usd viện trợ đang chảy vào kiev Trước đó một tuần, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan đã gặp ba quan chức cấp cao Ukraine để thảo luận về nỗ lực dập tắt tham nhũng thời chiến. Nó xảy ra khi một số nhà lập pháp ở Đồi Capitol đã sử dụng hối lộ làm lý lẽ để hạn chế viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông Zelensky đã đáp trả lại áp lực từ các đồng minh và những lời chỉ trích trong nước bằng một loạt sáng kiến chống tham nhũng, nhưng không phải tất cả đều được hoan nghênh. Điều gây tranh cãi nhất là đề xuất sử dụng quyền thiết quân luật để trừng phạt tham nhũng như tội phản quốc. Ông Ronikov, người từng đảm nhận nhiều chức vụ trong nhiệm kỳ của ông Zelensky, đã nộp đơn từ chức vào ngày 4 tháng 9. Cá nhân ông không liên quan đến các cáo buộc về tham nhũng quân sự, nhưng các cuộc điều tra mở rộng tại Bộ Quốc phòng đã đặt ra thách thức đáng kể đầu tiên đối với chính phủ về các biện pháp chống tham nhũng kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Daria Kaleniuk, CEO của Trung tâm Hành động chống tham nhũng ở Ukraine, nhóm chuyên chống tham nhũng hiện đang tập trung vào trục lợi chiến tranh, cho biết. Câu hỏi ở đây là tiền ở đâu? tham nhũng có thể giết người. Tùy thuộc vào mức độ hiệu quả của chúng ta trong việc bảo vệ công quỹ, người lính sẽ có vũ khí hoặc không có vũ khí. Theo số liệu của chính phủ, tại một thời điểm trong năm nay, khoảng 980 triệu USD hợp đồng vũ khí đã bị trễ ngày giao hàng. Một số khoản trả trước cho vũ khí đã biến mất vào tài khoản ở nước ngoài của các đại lý vũ khí. Mặc dù chi tiết chính xác chưa được tiết lộ, nhưng những điểm bất thường cho thấy các quan chức thu mua của Bộ Quốc phòng đã không kiểm tra các nhà cung cấp hoặc cho phép các đại lý vũ khí lấy tiền mà không giao vũ khí. Truyền thông Ukraine đã chỉ ra việc chi trả quá mức cho các nhu yếu phẩm cơ bản cho quân đội như thực phẩm và áo khoác mùa đông. Nạn tham nhũng trong quân đội Ukraine đang là mất lòng tin của người dân nước này cũng như ảnh hưởng đến sự viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine. Dù những cáo buộc công khai cho đến nay vẫn chưa đề cập trực tiếp đến vũ khí nước ngoài được chuyển giao cho quân đội Ukraine hoặc tiền viện trợ của phương Tây, nhưng chúng vẫn là những nhát dao đâm thẳng vào lòng tin của người dân đối với chính phủ Ukraine. Hai quan chức Bộ Quốc phòng, gồm một thứ trưởng và người đứng đầu bộ phận mua sắm, đã bị bắt vì mua trứng quá đắt cho quân đội. Ông Zelensky đã sa thải người đứng đầu các văn phòng tuyển dụng quân sự vào tháng trước, sau khi xuất hiện các cáo buộc rằng một số người đã nhận hối lộ từ những người tìm cách trốn quân dịch. Các quan chức chính phủ thừa nhận một số hợp đồng quân sự không sản xuất được vũ khí hoặc đạn dược và một số tiền đã biến mất. Chi tiêu quân sự hiện chiếm gần một nửa ngân sách quốc gia của Ukraine và các báo cáo về các vụ bê bối hợp đồng chỉ ra sự thay đổi về nguồn gốc của tham nhũng công. Trước cuộc xung đột, nguồn tham ô chính là các công ty nhà nước được điều hành kém, trong đó có hơn 3.000 công ty trên bảng cân đối kế toán của chính phủ tiền đã bị các lãnh đạo công ty bòn rút thông qua vô số kế hoạch, trong khi ngân sách quốc gia phải bù đắp các khoản lỗ. Các nhóm chống tham nhũng cho biết dòng tiền khổng lồ đổ vào hỗ trợ chiến tranh đã khiến họ chuyển trọng tâm sang chi tiêu quân sự. Theo một báo cáo trên tờ Jekalo, Tinia của Ukraine, các nhà báo điều tra Ukraina đã nhấn mạnh việc chi trả quá cao cho các nhu yếu phẩm cơ bản của quân đội, như chứng với giá 17 Rivenia một quả, tương đương với 13.303 đồng cao hơn nhiều so với giá hiện hành. Tờ báo đưa tin, đậu đóng hộp được mua từ Thổ Nhĩ Kỳ với giá cao hơn giá của những hộp tương tự ở các siêu thị Ukraine, dù đúng ra quân đội có thể mua với giá thấp hơn hoặc giá bán lẻ. Bộ cũng mua hàng ngàn chiếc áo khoác nhưng không đủ giữ ấm trong mùa đông khắc nghiệt ở Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn, Chủ tịch Ủy ban chống tham nhũng của Quốc hội Ukraine Anastasia Dradina cho biết các nhà tài trợ phương Tây đang theo dõi chặt chẽ cách Ukraine giải quyết vấn đề. Điều đặc biệt đáng lo ngại là đề xuất trừng phạt tham nhũng là tội phản quốc vì nó có thể cho phép cơ quan tình báo nội địa, SBU, cơ quan trực thuộc Tổng thống, điều tra các quan chức tham nhũng. Vụ bắt giữ Iho Kolomoisky, một trong những người giàu nhất Ukraine, được coi là dấu hiệu của nỗ lực hạn chế ảnh hưởng chính trị của các nhà tài phiệt, bị nghi ngờ gian lận và rửa tiền. Ông Kolomoisky ủng hộ chiến dịch bầu cử năm 2019 của ông Zelensky, nhưng kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, Tổng thống dường như cắt đứt quan hệ với ông. Trong các cuộc trấn áp khác trong năm nay, các nhà điều tra đã theo đuổi một trong những vụ truy tố cấp cao nhất từ trước đến nay về tội hối lộ, chống lại tránh án tòa án tối cao Ukraine, người đã bị lật đổ và bắt giữ vào tháng 5. Ngoài ra, một thứ trưởng kinh tế đang bị xét xử với cáo buộc biển thủ quỹ viện trợ nhân đạo. Dù vậy, Andriy Borok, giám đốc tổ chức minh bạch quốc tế ở Ukraine cho biết các vụ tham nhũng cấp cao bị đưa ra ánh sáng là tích cực. Theo ông, điều đó cho thấy đất nước có thể chống lại chiến tranh và tham nhũng cùng một lúc, ông Borovic nói, chiến tranh không thể là cái cớ để ngừng chống tham nhũng. Sau 3 tháng phản công, các bước tiến chậm chạp của Ukraine trên chiến trường cùng việc ki ép đổi chiến thuật đã khiến phương Tây đứng ngồi không yên đã hơn một năm rưỡi kể từ khi tổng thống nga putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine mọi dấu hiệu đều cho thấy cuộc xung đột đang ở ngã rẽ nguy hiểm và có thể tiếp tục kéo dài sang năm thứ ba mỹ và nato luôn khẳng định sẽ hỗ trợ ukraine chừng nào còn cần thiết nhưng tổng thống zelensky lại tỏ ra lo lắng khi nhận thấy quyết tâm của phương tây đang bắt đầu suy giảm ông zelensky nói rằng ông có thể cảm nhận được điều này khi nói chuyện với những nước đối tác đã khẳng định chúng tôi sẽ luôn ở bên cạnh các bạn qua việc đọc, nghe và nhìn vào mắt họ, trực giác của tôi mách bảo, họ sẽ không ở đây, không sát cánh cùng với chúng tôi. Ông Zelensky nói, tại Quốc hội Mỹ, các thành viên Đảng Cộng hòa cực hữu tại Hạ viện đang tranh luận để cắt giảm 24 tỷ USD hỗ trợ quân sự và kinh tế mà Tổng thống Joe Biden đã đề xuất trong gói viện trợ bổ sung khẩn cấp dành cho Ukraine. Tổng thống Zelensky hy vọng vào một bước đột phá lớn trong cuộc phản công để thúc đẩy sự ủng hộ của phương Tây và nâng cao tinh thần chiến đấu của binh sĩ nhưng thời gian không còn nhiều khi thời tiết dần chuyển sang mùa thu với những cơn mưa lớn khiến mặt đất lầy lội gây khó khăn cho các phương tiện di chuyển tôi cảm ơn các đối tác cảm ơn mỹ eu và nhiều nước khác tôi rất biết ơn tổng thống biden và quốc hội nhưng thực sự chúng tôi đã chờ đợi rất lâu ông zelensky phát biểu Trước thời điểm Ukraine tiến hành phản công, Mỹ đã hợp tác chặt chẽ với các chỉ huy quân sự của Ukraine để lên kế hoạch kỹ lưỡng cho chiến dịch dựa trên chiến thuật tác chiến cơ động, được thiết kế để nhanh chóng xuyên thủng tuyến phòng thủ nhiều lớp với Nga. Mỹ đã cung cấp thông tin tình báo trên chiến trường cho Ukraine và phối hợp với các đồng minh huấn luyện chiến thuật vũ trang tổng hợp kiểu phương Tây cho 17 lữ đoàn của Kiev với quân số lên đến 60.000 người, đồng thời trang bị cho xe tăng hiện đại, pháo binh, thiết bị ra phá bom mìn. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tướng Mark Milley cũng thường xuyên liên lạc với tướng Valery Jaluny, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine để đưa ra lời khuyên về cách thức thực hiện kế hoạch phản công. Mỹ được cho là đã hỗ trợ Ukraine vạch kế hoạch chiến đấu với niềm tin rằng có nhiều điểm yếu trong mạng lưới phòng tuyến của Nga, bao gồm các chiến hào, bãi mìn và bẫy xe tăng mà Kiev có thể chọc thủng hoặc chia cắt. Lầu Năm Góc khẳng định lực lượng Ukraine có những phương tiện và vũ khí cần thiết để thành công nhưng mọi thứ lại diễn ra không theo mong đợi của Mỹ và Ukraine. Phương Tây đang lo ngại về việc Ukraine thay đổi chiến thuật. Khi Ukraine lần đầu cố gắng chọc thủng phòng tuyến của Nga vào đầu tháng 6 năm 2023, lực lượng của nước này đã chịu thương vong nặng nề, bị cản bước bởi các vùng đệm đầy rẫy mìn chống tăng và mìn chống bộ binh. Các đoàn xe thiết giáp của họ phải hứng chịu hỏa lực dữ dội từ trực thăng Nga trang bị tên lửa chống tăng tầm xa mới và các loại đạn pháo. Trả lời phỏng vấn Washington Post, ông Jaluni bày tỏ sự thất vọng sâu sắc trước việc các lực lượng Ukraine không thể chống lại lợi thế về pháo binh và không quân của Nga một cách hiệu quả, một phần do được yêu cầu tiến hành cuộc tấn công lớn trên bộ mà không có sự hỗ trợ từ trên không. Thiếu các máy bay hiện đại và tiên tiến, Ukraine không thể ngăn cản được trực thăng và chiến đấu cơ hiện đại như tiêm kích Su-35 của Nga. Chúng tôi rất cần máy bay, dù là số lượng nhỏ. Nếu không có chúng cuộc phản công của chúng tôi như thể sử dụng nỏ và cung tên vậy, ông Jaluni nhấn mạnh. Sau đó, Ukraine đã từ bỏ chiến thuật của phương Tây và chuyển sang chiến thuật thận trọng hơn, thăm dò phòng tuyến của Nga bằng các nhóm bộ binh nhỏ, đồng thời cố gắng hạn chế thương vong ở mức tối thiểu khi chiến đấu trên hai mặt trận Bamut ở phía đông và Japoritia ở phía nam. Sự thay đổi này đã giúp Kiev đạt được một số bước tiến khiêm tốn ở phía nam, chọc thủng được tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga và đang gây sức ép lên phòng tuyến thứ hai nhưng tiến độ chậm hơn nhiều so với dự đoán của mỹ bốn tuần nữa sẽ là thời điểm rất quan trọng trong cuộc chiến khi mùa mưa bắt đầu ở ukraine mặt đất trở nên lầy lội khiến việc di chuyển binh sĩ và thiết bị trở nên khó khăn hơn chưa kể khi cây cối rụng lá và các cánh rừng trơ trọi việc ẩn nấp để tránh đạn pháo tên lửa của đối phương ngày càng khó khăn hơn Tổng thống Zelensky hiểu rằng ông không thể để mất động lực vì điều này không chỉ khiến các đối tác thất vọng và hiểu sai mục đích của Ukraine, mà còn giúp quân đội Nga có thời gian để tái tập hợp lực lượng và củng cố các tuyến tiếp tế. Theo tướng Mark Milley, xung đột sẽ kết thúc nếu không có bất cứ bên nào chịu nhượng bộ. Đến thời điểm hiện tại, cả Nga và Ukraine vẫn chưa đạt được các mục tiêu chính trị thông qua biện pháp quân sự. Xung đột sẽ chỉ tiếp diễn cho đến khi một bên đạt được mục tiêu này hoặc khi cả hai bên xác định đã đến lúc phải ngồi vào bàn đàm phán. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự Quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong các bản tin kế tiếp trên kênh Tin tức Việt. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.